Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo con AB125 là một khuôn đồ thái bên độ xem đắng bao nhẹ nhàng ha. Giới thiệu với anh em AB125 cấu hình gấp lên cái nồi thái chạy nhẹ xe bốc và hết tình trạng bị rung giật nha. Xe này thì bị rung đầu rất nhiều ha. Thì cho anh em coi phần cái nồi cũ sơ qua để cho anh em nắm cái hình cũ nha. Cái nồi cũ thì đang bị tuột nồi ha, chạy rung đầu nha. Cho anh em coi phần nồi cũ nè. Đó, dây cua ra thì nứt nhiều hết nha. Và phần cái bộ chuông ha, chuông và sợi chuông nứt gì là không còn độ phẳng ha. Đó, riêng phần bố thì đang bị mòn chai, lì bố rồi, không còn cái độ bám ha. Và phần cái bộ nồi trước nè, cặp nhôm nồi bị mòn lõm rồi, không còn độ phẳng nữa ha. Đó, riêng cái phần cái bộ cặp trượt. Cặp trượt thì nó mòn hả miệng lớn nè, và bộ bi ha. Bi thì nó mỏ không độ tròn nữa ha. Lọc gió thì nó quá dơ luôn rồi. Đó. Thì cấu hình này thì em sẽ chuyển sang xài cấu hình cái bộ nồi thái cho chủ xe chạy nhẹ xe nó bền nha. Phần cái nồi sau sẽ gồm có một cái chuông nồi zin thái nè, trắng đẹp với chiếc xe nè. Đi kèm với chi bao phun là nguyên combo thái nè. Đó, 1 2 3. Em đi nguyên combo thái rất bền ha. Đó. Và phần cái bộ dây em đi xuyên bao phun là bộ dây bando Nhật nha. Bando Nhật nè. Đó. Và phần bi đi bi bando Nhật cho chủ xe ha. Đó. Phần nồi trước nè, cặp nhôm nồi zin thái nè, trắng đẹp phun mới là cái xe này đó nguyên nha. Đi kèm với chi bao phun là kẹp trượt nồi zin thái, bẹp trượt nồi mới nha. Và lọc gió mới vô xe. Đó. Anh em AB125 mà muốn bảo dưỡng nồi thì các bên độ xe Việt Nam, bên em thì chuyên bảo dưỡng nồi làm máy cho anh em chạy nhẹ bốc hết rung đầu nha. Rồi em chào anh em. Rồi chào anh em AB125, em review cho anh em tham khảo quá trình em bảo dưỡng nồi. Đầu tiên khu vực bi bando Nhật cho phần bộ chén bi nha. Cấu hình em sử dụng bi zin bando Nhật ha. Đó, em đi có hình ly 6 bi. Đó, không dùng bi 3 bi 4 bi ha, em dùng 6 bi nha. Đó, 6 bi đều thôi cho anh em ha. Bi thì nó có hai chiều, anh em để cái vít nằm dưới đánh lên khỏi mòn bi của anh em. Đó, đúng 6 bi nha anh em. Em tiến hành cho phần kẹp trượt nồi zin thái cho bằng tấm bên nồi, gồm có 3 trượt nồi zin thái nha. Đó. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ chén bi nồi trước cho anh em. Rồi, tiến hành cho phần dây bando Nhật cho phần cái cốt nồi trước của nồi sau. Dây thì nó có hai chiều. Anh em để cái chiều đích chiều chữ nằm ngoài ha. Đó, chiều mũi tên hướng tới trước nha. Rồi, tới phần cánh quạt nồi, tới cái lòng đình dày và tới tán nồi trước nha anh em. Có phần cái nồi sau thì em đi xe combo full là nguyên cái cùm bố thái ha. Nguyên cùm bố thái cho anh em. Đó. Quá đã. Rồi, tới phần cái bộ cái chuông nồi sau và tới phần cái bộ lòng đền nồi sau nha anh em. Đó, tới lòng đền nồi sau. Rồi, tiến hành bắn cái nồi trước nồi sau, em sẽ test thử để cho anh em cảm nhận luôn. Thay lọc gió nồi zin thái vô. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo con AB125 là một khuôn nồi thái bên độ xem đắng bao nhẹ nhàng ha. Đó, con này bị rung đầu ha, em làm lại khuôn nồi thái, chạy nhẹ bốc hết rung đầu cho ha. Bao bền nha. Đó, có mình là đi phun dây bên Nhật, bên Nhật ha. Nồi sau đi zin thái. Đó, thay lọc gió mới luôn. Test thử vài đường để cho anh em cảm nhận cái bình bộ nồi thái chiếc AB nha. Đó, bốc nhẹ êm bơ. Tha hồ cho anh em đi chơi đi tour đô phượt nha. Đó, dít ga lên liền, không bao giờ bị đầu nha. Nồi thái nó bốc ha, bốc và bắt nha. Đó, quá sướng luôn. Bò đi bình bộ nồi dính thái nha. Anh em mà muốn làm cái bình cái bộ nồi thái chiếc AB thì các bên đã độ xem nha. Anh em chuyên làm đồ dòng AB nha. Đẩy nhẹ bền ha, quá sướng nha. Bò đi phun bộ nồi dính thái luôn. Đó. Làm xong test thử thực tế để cho anh em cảm nhận cấu hình cái bộ nồi và sẽ có hóa đơn nè, chứ anh đầy đủ cho anh em chạy lâu dài ha. Rồi, em cảm ơn anh trai AB125 rất nhiều. Em chào anh em nha.